Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện chợ bến xưa trong cuốn sách Chuyện làng tôi của Cao Văn Hà. Đã bao lần tôi muốn có một ngày cuối tuần rủ em bỏ qua siêu thị, về với chợ làng, chợ bến. Quá lâu tôi không qua chợ, chẳng hay chợ thay đổi thế nào, để trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Thế rồi chủ nhật ấy trùng với ngày phiên, vợ chồng tôi đánh xe về chợ. Bấy giờ là cuối tháng 10 âm, cánh đồng lúa vàng bên đường mới hôm nào đã trơ gốc rạ. Cái nắng tháng 10 vừa đủ để phơi khô sân thóc, đủ để ta chỉ cần khoác chiếc áo rét mỏng mà không sợ lòe xòe vướng víu. Chưa đến cổng chợ đã gặp những lời chào hỏi vồn vã của người làng, những bước chân vội vàng mang theo hơi thở của chợ phiên ngày mùa. Tôi không ngạc nhiên với chợ của thời công nghiệp, nhưng bước chân hơi trùng xuống khi trước mắt là khung cảnh chợ bến mà tôi chưa bao giờ hình dung. Không gian chợ so với chợ xưa nhỏ hơn nhiều lắm. Ngoài sự khang trang quy củ do mấy cầu chợ lập ngói, còn thì vắng bán thưa mua. Tôi lướt nhanh qua mấy dãy chợ, nghĩ bụng không biết có tìm được tôm sông với cải ngồng mà em háo hức. Để rồi mặc em, tôi tìm một góc sau chợ dưới tán cây bàng đang đỏ lá, nhìn ra cánh đồng vừa gặt. Cánh đồng ngày xưa rộng thế mà bây giờ khu công nghiệp chắn ngang tầm mắt. Cùng với làng mạc phình ra, lồng chồng những nhà là nhà. Bất giác, nỗi buồn mơ hồ đưa tôi về với chợ bến của ngày xưa. Chợ mà đi đâu tôi cũng kể về nó với một niềm say đắm. Chợ bến xưa to lắm, là chợ của cả một vùng sông. Dọc theo sông Cầu từ Bầu Vàng xuôi xuống, Đại Lâm ngược lên, có đến mấy chục cây số người ta đến chợ. Ngang qua hai phía, tận phố Thắng, phố Tử Sơn người dân đổ về, năm ngày hai phiên đông như mắc cửi. Không ở ngoài làng như bây giờ, chợ họp tại Dốc Đá, nơi tiếp giáp giữa hai làng Đông Xuyên, Đông Thái. Thời gian chiến tranh Mỹ phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, chợ được sơ tán đến quãng đê xóm dưới, rồi khu bãi quán, sau đó lại chuyển ra cạnh nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng tôi ấn tượng nhất với chợ ở Dốc Đá, nơi chợ sinh ra và tồn tại mấy trăm năm. Gắn với làng Đông Xuyên từ lâu đời nên gọi đầy đủ là chợ bến Đông Xuyên. Cây đa cổ thụ tán rộng như mái nhà khổng lồ mà chỉ che được một góc trung tâm chợ. Các dãy hàng trải dài từ đỉnh dốc đến đường ra xóm ngoài, len vào các ngõ, kín cả đoạn đê giữa làng. Vào hôm phiên chợ, sáng sớm tinh mơ đã rầm rập hàng nghìn bàn chân đổ về từ các ngả. Người bên kia sông chen nhau xuống đò xuống phà, người từ hai chiều đê xuôi ngược, từ mạn ngoài tấp nập đổ vào. Tầm 7 giờ sáng đã đông chợ mà quá trưa sang chiều mới hết người. Đến chợ, người ta xúm xít tay bắt mặt mừng, chợ đông len chân mà vẫn không quên mời nhau miếng trầu hỏi han câu chuyện, chẳng vội vã lạnh lùng như bây giờ. Nhà tôi ở gần chợ nên hôm nào cũng được nghe cái âm thanh ầm ào của nó. Ầm ào mà làm cho lòng người vui sướng thăng hoa, chứ không muốn chối bỏ, trốn chạy. Người ta đi chợ không chỉ để bán mua, mà còn để xem, để chơi. Cái thú chơi chợ biết bao nhiêu cảm xúc rộn ràng, tung tẩy. Chơi chợ là một món ăn tinh thần. Tôi thích cái cảm giác được ngắm nhìn, sờ mó, hít ngửi những món hàng dù đã quá đỗi quen thuộc, mà phiên chợ nào cũng như vừa mới. Không thể quên những sản vật của vùng sông một thời, phiên chợ nào cũng đầy ắp các loại tôm, cá, ba ba, lươn, cua, ốc, ếch. Những con cá to, tới vài ba cân, mồm còn đớp đớp, quẫy đuôi quẩy quậy. Những chú tôm cành nhảy tanh tách trong rổ, lũ lươn bóng nhẫy, trườn lên trườn xuống trong chiếc chậu sành mà không hề phát ra tiếng động. Khác với lũ cua càng bò lổm ngổm cứ lạo xạo trong giỏ hoặc trong chiếc nồi sâu. Những thứ đó, người dân quanh vùng ăn chẳng hết, thương lái còn mang cung cấp cho Hà Nội, nổi tiếng thủy sản sông Cầu. Liền dãy hàng tôm cá bao giờ cũng là hàng rau, đủ các loại rau tươi non mơn mởn, nổi tiếng nhất là rau cải làng Tiếu. Câu ca dao, rau cải Tiếu nấu nước điếu cũng ngon,
là nói về thứ rau đó. Nói là cải tiếu, nhưng không chỉ làng tiếu trồng mà các làng ven sông đều trồng. Vậy mà người ta chỉ muốn mua rau của người tiếu bán. Cuối năm, bãi cải ven sông đâm hoa vàng rực rỡ. Hoa cải vàng bên dòng sông xanh đã từng đi vào thơ ca là hình ảnh đẹp đẽ nhất của vùng sông chủ mật Thanh Bình. Đi tiếp vào trong là hàng hoa quả, mùa nào thức nấy, đủ các loại quả thơm ngon của vườn nhà, nhiều nhất là chuối. Chuối bãi sông, quả to, chín đều, vàng rộm, mùi thơm vô cùng quyến rũ. Quả xấu để nhà ăn, quả đẹp mã, dành mang ra chợ bán cho đắt hàng, được giá. Quả khế, quả ổi, quả dưa, quả hồng, quả gì cũng có thể nếm thử, chỉ cần chùi tay hoặc chùi vào vạt áo là đưa ngay vào mồm, chứ đâu cần rửa kỹ gọt vỏ như bây giờ. Đâu đó có quả mít chín, thơm lừng cả một góc chợ, ai cũng thèm ăn. Chợ Bến còn là nơi cung cấp thóc gạo đi các nơi. Có câu, thóc Đông Xuyên, tiền Đông Thái, đủ biết thóc gạo ở đây nhiều như thế nào. Làng Đại Lâm mua thóc gạo về cho cả Đại Lâm và Thổ Hà làm mì, làm bánh đa nem. Làng Quan Đình mua về nấu rượu. Rượu Quan Đình nổi tiếng từ bao đời. Mấy làng Yên Phụ thì chỉ mua thóc về xay giã hàng sáo. Ngoài thóc gạo, các hàng nông sản khác như đỗ, lạc, ngô, khoai không chỉ bán lẻ mà các nơi về mua buôn, chở bằng xe đạp, cung cấp cho cả Hà Nội. Tôi còn ấn tượng về hình ảnh các chị mua thóc gạo với chiếc xe đạp thồ. Nhìn từ phía sau không bao giờ thấy người. Xe hàng có đến cả tạ mà phóng như bay như biến. Họ được sinh ra từ những làng vốn nổi tiếng, con gái thắt đáy lưng ong, buôn bán giỏi mà lắm duyên thầm. Đi sâu vào trong nữa, ta sẽ thấy dãy cầu chợ. Tuy chỉ là những chiếc lều tạm bợ bằng cây que mái dạ, nhưng hàng hóa thì rất đáng để xem mà mua. Vài ba hàng xén, hàng tạp hóa, hàng khô, hàng quà. Ta có thể bắt gặp ánh mắt đưa tình của chàng trai đi chơi chợ với cô em hàng xén. Cô hàng xén bao giờ cũng diện nhất chợ với nhiều bộ đồ rất hợp thời trang, đôi môi tô son, luôn nở nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời, xứng với sạp hàng vải muôn màu sặc sỡ. Tiếp đến là mấy lều hàng khô với các loại lâm thổ sản như chè, măng, mộc nhĩ, nấm hương, hầu hết do người trong vùng buôn từ mặn ngược, nhất là người hai làng mang theo những chuyến bè, tre, nứa. Hàng lâm thổ sản nhiều và ngon, chẳng kém chợ vùng cao là bao. Thì thoảng còn có vài hàng thuốc nam của mấy bà người Tày, Nùng gì đó. Dãy hàng khô luôn luôn tỏa hương thơm của núi rừng, cùng sắc vàng óng ánh của những chai mật ong bên cạnh sắc áo chàm thổ cẩm, khiến ta tưởng như lạc vào chợ phiên nào đó của vùng cao. Nhưng thứ hàng làm tôi nhớ nhất là hàng trầu vỏ và hàng quà. Hàng trầu vỏ là nơi gắn bó của mẹ. Hương trầu cay cay nồng nồng thơm ngát như hương thơm luôn tỏa ra từ người mẹ. Tôi đã quá quen với mùi hương ấy. Còn quà chợ thì phiên nào mẹ chẳng mua cho tôi ăn. Khi thì bánh đa, bánh đúc, lúc thì quả ổi, quả hồng, có khi chỉ là nắm bỏng gạo, bỏng ngô. Đôi khi mẹ cho tôi ăn quà tại chợ, ngồi trong chiếc lều thấp lè tè. Tôi thích món bánh gai có nhân đỗ thơm phức mùi vani, món bánh rán đường kính vừa giòn vừa dẻo. Nhưng ấn tượng nhất là món sứa biển ăn với bún đậu mắm tôm. Lũ sứa biển còn đang bơi trong những chiếc thùng sơn được người ta mang theo dòng sông từ Hải Phòng. Ai không quen thì thấy mùi khai khai, không dám ăn. Quen rồi, muốn ăn lại mãi. Hương vị cài cài man mát của sứa, hòa quyện với vị đậm đà của mắm tôm và dẻo bùi của bún đậu, kèm theo hương thơm của lá kinh giới là tất cả những gì tinh túy nhất của món ăn mà chợ Bến được biển xa ban tặng. Đâu đó, ta có thể bắt gặp một bà cụ móm mém lưng còng, cắp rổ đi chợ bán ít quả chanh, quả ớt hay vài thứ hoa quả gì đó. Đã bao lần nhìn đôi bàn tay gầy guộc mân mê từng quả, tôi nghĩ đến những đôi bàn tay của ruộng đồng, cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Cứ thế, ký ức đưa tôi tìm về tất cả các góc chợ, chẳng có lần có lượt.
vậy mà suýt quên cái cửa hàng thương nghiệp huyện. Sự tồn tại của nó khiến chợ Bến nổi vai trò như một chợ thị trấn. Đó là dãy nhà dài đến 7-8 gian ở chân dốc. Phía đối diện là cửa hàng hợp tác xã mua bán. Đi chợ Bến, ai cũng muốn bước chân vào hai cửa hàng ấy để mà say sưa ngắm các gian hàng, từ vải vóc, quần áo đến các đồ gia dụng. Thời bao cấp, hàng hóa không được phong phú đa dạng như bây giờ, nhưng nhìn cũng sướng mắt lắm. Đi chợ thi thoảng gặp thứ gì bán tự do mua được thì đem khoe cả làng. Ngược lên đỉnh dốc, dọc theo đê làng có đến gần nửa cây số về hai phía, có thể rong ruổi đi ngắm sản phẩm của làng nghề. Các nhà cạnh đường bày hàng nong cót ra mặt đê như cửa hàng cửa hiệu. Chả thế người thiên hạ gọi đó là phố hàng nong hàng cót. Ta bắt gặp những nụ cười duyên của các mẹ các chị với đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt bắt những chiếc nan tre, nan nứa, vừa đan nong, đan cót vừa bán hàng. Ta sẽ ngửi thấy mùi hương quen, thơm thơm nồng nồng của tre, của nứa, mùi của làng, khiến lòng trào dâng bao cảm xúc. Ở đằng kia là mấy cửa hàng đồ gỗ, hàng kính bút và hiệu ảnh. Ta sẽ ngắm nhìn mấy chị em e ấp thẹn thùng đứng trước gương soi. Cái e ấp thẹn thùng ấy vào ảnh hóa thành duyên. Thế nào anh thợ ảnh cũng xin lại một vài kiểu cho vào khung kính treo làm mẫu. Đang say sưa nhìn ngắm, chợt tiếng máy khâu xè xè từ hiệu may ông Phó Lùn, ông Bình Thọt kéo tôi ra khỏi. Rồi tiếng lách cách từ cửa hàng chữa xe đạp của ông Bưng, tiếng đánh kéo nghe đến sướng tai từ hiệu cắt tóc ông Phó Năm. Thi thoảng một bản nhạc búa giòn tan tung lên bầu trời từ lò rèn ông Phó Rào, còn gọi là ông Phó Méo, như muốn vượt lên bao thứ âm thanh hỗn loạn của đông chợ. Trong cái không gian náo nhiệt ấy, vẫn có chỗ cho tiếng nhị buồn đến mềm lòng của gánh sẩm cha con ông lão mù. Tiếng hát sẩm là nốt trầm của bản nhạc chợ với vô vàn cung bậc chạm vào trái tim. Thế rồi, tôi thèm một nơi yên tĩnh, đó là ngôi nhà của mẹ cha phía đê đằng kia. Tôi bâng khuâng nhớ những lần ngóng mẹ về chợ, tại nơi có hai trụ cổng gạch nép vào mé đê. Từ đây, chỉ đưa tay ra là có thể với tới chợ. Cứ 5 ngày 2 phiên, tôi được sống trong những thanh âm, hương vị, sắc màu như thế. Mùi quả quê và hình ảnh mẹ tất tưởi từ chợ về làm tôi rưng rưng, nghẹn ngào. Bỗng tiếng em gọi làm tôi giật mình trở về với thực tại. Em hồ hởi khoe, đã mua được cải ngồng rồi đây, còn tôm sông thì họ bảo hiếm lắm, nhà hàng đặc sản đặt còn không đủ, lấy đâu có ở chợ. Tôi cũng không ngạc nhiên, có món cải tiếu là tốt rồi, chắc bữa chiều nay lũ con cháu sẽ vui vì món cải tiếu. Chúng có biết đâu, trong lòng tôi còn bao nhiêu tâm sự về chuyến đi chợ hôm nay. Ôi, chợ Bến ngày xưa đã lùi xa quá rồi. Dù tôi có về gần bao nhiêu, thì cũng chẳng thể với tay để chạm vào nó trong những ngày phiên như thuở nào. Cơn lốc công nghiệp đã làm chợ vỡ ra hàng trăm mảnh, bay về các góc làng. Những mảnh chợ cóc điều hưu và khô khốc như cái tên của nó xâm lấn vào ý nghĩ, khiến lòng tôi chênh chao. Người ta nói chợ quê là sức sống và tâm hồn của một vùng đất. Điều đó chỉ còn đúng với chợ quê ngày ấy. Với tôi, chợ Bến xưa là sức sống và tâm hồn của một miền sông quê và hai ngôi làng mà tôi yêu dấu. Tôi trở về phố thị với cả niềm vui và nỗi buồn. Vui một chút, còn nỗi buồn thì vương dài theo cái nắng tháng 10 man mác, hanh hao. Tháng 6 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để theo dõi nội dung các câu chuyện trong cuốn sách, mời bạn đón xem trong chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!